Biết tin Thương Tín nhập viện trong tình trạng đột quỵ, những hoàn cảnh khó khăn, không thể chi trả được viện phí, nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, Lý Hùng đã thăm non, góp quỹ giúp đỡ nam nghệ sĩ, đặc biệt nghệ sĩ Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ, tài chính giúp đỡ cuộc sống sau này của nam diễn viên đỡ khó khăn hơn. Sau 3 đợt kêu gọi, quyên góp Trịnh Kim Chi đã thu về tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Cô cho biết số tiền này sẽ giao cho nam diễn viên 100 triệu đồng tiền mặt, số còn lại chi trả viện phí và mua bảo hiểm để lo cho con gái. Ông đến lúc 18 tuổi. Bên cạnh đó, góp từ các mạnh thường quân, nghệ sĩ Thương Tín còn được người bạn tặng xe hơi, đời giá cụ hơn 400 triệu và ông đã quyết định đem cho thuê lấy thu nhập cố định hàng tháng. Đồng thời, bà xã của nghệ sĩ Thương Tín còn được MC Phạm Anh giúp đỡ bằng cách mở tài khoản để kêu gọi những người quyên góp. Số tiền và mạnh thường quân quyên góp và nước ngoài gửi về khoảng 400 triệu đồng. Như sau cơn đột quỵ, nam diễn viên đã được quyên góp số tiền khoảng 800 triệu đồng. Chia sẻ với truyền thông, với số tiền 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ, Thương Tín được dự định dành 100 triệu đồng làm vốn buôn bán, mở sổ tiết kiệm 100 triệu đồng và còn lại dựng nhà nhỏ trên mảnh đất mẹ vợ cho. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn đã gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ ông trong lúc khó khăn nhất. Tiết lộ thêm về việc xây dựng nhà cửa, bà xã kém Thương Tín 32 tuổi tâm sự: nhà cửa thì chắc chắn phải làm rồi, nhưng tôi đi xem ngày đàng hoàng, hiện tại tôi vẫn chưa biết tháng nào để xây, cũng như dự trên số tiền này đã có để xây. Nhưng nhiều lúc sợ có những chi phí phát sinh khác. Trong quá khứ, Thương Tín là một nghệ sĩ phong lưu, tiêu tiền không tiếc tay, thậm chí ông chia sẻ việc tiêu vài ba cây vàng trong một ngày là điều bình thường. Chính quá khứ của Thương Tín khiến nhiều khán giả lo liệu với số tiền 800 triệu đồng đó liệu ông có tu chí làm ăn hay tiếp tục lại vướng vít xe đổ thời trẻ. Sau trận đột quỵ, thập tự nhất sinh, Thương Tín cho biết mình đã đọc tất cả các bình luận trên và khá buồn. Tuy nhiên đây cũng là động lực cho nam nghệ sĩ làm lại cuộc đời, lao động tích cực hơn để lo cho tương lai, vợ và con gái.